Rồi, đã chào quý anh em nha. Thì bây giờ là 10 giờ rồi. Bây giờ là 10 giờ 20 rồi này. Đấy, và mình vẫn còn đang phải ngồi đóng hàng. Thì tại sao? Tại vì mai nhân viên nghỉ. Mà mình thì ngày mai mình có công việc phải đi. Hết ngày mai mình mới về được. Thì tình hình là rất là nhiều hàng đang phải chờ mình xử lý luôn. Và bây giờ mình phải vừa chốt đơn, vừa làm hàng, vừa soạn đóng hàng cho anh em luôn. Mình không muốn để anh em phải đợi thêm một ngày nào nữa. Rất là nhiều hàng luôn, xe nhà mình nhiều lắm. Đây, có cái chiếc rẻ đít đâu giờ phải đóng hết luôn nha. Rất là nhiều luôn. Đây, mới được có một mớ này thôi. Trong bao này cả đống luôn này. Đây, trong bao rất là nhiều hàng này. Đấy, hàng hóa thì về không phải nghĩ luôn. Dây điện này, một thùng dây điện này, đây một thùng dây điện nữa này, đây, đây gửi cho anh Đạt này, số điện thoại của mình này, nhiều hàng lắm mà chưa có khui luôn á, này chưa khui nè, chưa khui luôn nè, đó bây giờ phải ngồi xử lý hết một đống hàng luôn thì mới đi ngủ được. Thì rất là cảm ơn quý anh em đã ủng hộ bên mình nha. Hàng hóa thì bên mình sẽ cố gắng là gửi cho anh em sớm nhất, tại vì đầu năm là cái thời gian này là bưu điện người ta rất là lu bu luôn, tại vì nhân viên bưu tá này kia người ta nghỉ anh em, người ta nghỉ Tết xong người ta nghỉ luôn rất là nhiều, cho nên là tình hình là khá là căng, vì khá là chậm cho nên là mình phải cố gắng mình đóng sớm cho anh em. Vì mai mình sẽ đem đi gửi sớm, sau rồi mình đi công việc luôn, hết ngày mai mình mới về. Thì anh em nào chốt thì vẫn cứ chốt thôi. Đấy, hàng hóa thì mình kê sẵn cho anh em hết rồi, thì anh em nào chốt thì mình cứ chốt, thì mình sẽ cố gắng gửi sớm cho anh em nha. Ngày mai thì mình sẽ đi công việc không có ở nhà, cho nên là anh em chúng ta tới tiệm thì anh em bữa khác nha, tại mai mình đi vắng rồi. Rồi ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Bây giờ mình tiếp tục mình đóng hàng mình gửi cho anh em này.